hả? Em không uống là không uống nè, không uống. Ôi mày, không được, em cầm cây vô không được nha. Ôi mày, con cha mẹ. Thôi 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 đi. Thôi không muốn thôi. Cắt cây ra đi. Nó cắt cây mà cắt cây. Mẹ kìa, mẹ già kìa, mẹ già, mẹ lo cho em đó. Cái nén. Lo đấy. Ôi à. Nè nè nè, ừ cột anh đòi nè, cột anh đòi à. Ôi tầm ai đó con. Ôi tầm ai đó con. Đi đấy. Ôi tầm ai. Mở cây đi các em. Ba đó. Ôi con ai rừng mà đây mà. Ôi mà đây. Ôi rừng mất con. Thôi vậy dạ, vậy anh hai đưa nó xuống cho ha. Đưa xuống chỗ nha. Chấm áp. Để. Tiến Dũng xin kính chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Thì sáng nay khoảng 6 giờ, mẹ của Xin Án đã điện thoại cho Tiến Dũng sớm là thông báo với Tiến Dũng là Xin Án đêm qua rất là quậy phá, cũng như là không có ngủ nghe gì được hết, mà lại nói là thức để mà giải bùa giải ngải gì cho những người hàng xóm xung quanh. Thì bà nói là Xin Án nói là cơ thể của người rất là nóng, cũng như là đòi cởi áo ra đi tắm vào giấc khuya luôn quý vị. Thì bà đang rất là lo lắng, cũng như là gia đình thì đang rất là lo về Xin Án này. Thì bà đã điện nhờ Tiến Dũng lên xem để coi có thể là đưa Xin Án đi bệnh viện gấp hay không, bởi vì Xin Án hôm nay rất là bất thường, cũng như là có những cái cử chỉ rất là lạ, mà thậm chí mà có thể là cầm cái cây luôn quý vị, cầm cái cây để mà hăm dọa, là nói là đánh con chó gì đó, rồi là nói chung là quậy rất là lung tung. Rồi bây giờ bà đang điện thoại cho Tiến Dũng đây, Tiến Dũng chạy gấp lên để coi tình hình của Xin Án như thế nào. Thì sau đây Tiến Dũng xin mời quý vị cùng theo chân của Tiến Dũng đến nhà của Xin Án để thăm Xin Án thêm một lần nữa và xem coi Xin Án biểu hiện ra sao nhé quý vị. Rồi xin mời tất cả quý vị. Chào bác. Ừ, sao bác, tình hình của Xin Án sao rồi? Bậy lắm. Con đang làm tóc ở nhà mà con nghe bác điện rồi. Chạy lên liền. Có người ở đó cũng bệnh tâm thần đó rồi. Ờ. Rồi uống thuốc này đó. Dạ. Nói kỳ này đi lạnh đó, ta cho mạnh hơn á, mà uống vô nó ta nói thuốc nó mạnh hơn, rồi uống vô cái nó khó chịu cho mình. Tức là hồi tối này là nó quậy sao? Nó ít ngủ. Ít ngủ rồi nóng cho mình hả? Mình chạy ra ngoài không? Chạy ra ngoài hả? Chạy ra ngoài rồi có tắm không hay là sao? Cũng đi đổ nước đổ gì đá gì nè. Rồi bây giờ Xin Án đang đâu rồi? Đang trong nhà hả? Đang trong nhà. Để em vô chổng coi. Xin Án ơi. Ừ. Thăng từ từ. Sao? Gì? Gì à? Gì à? Nói chuyện gì vậy? Không, làm bộ cho ông Tư hết. Hả? Không, em chinh phục. Làm gì? Em làm gì là cái gì? Hả? Thôi. Anh Dũng là thăm em ha. Anh hai lại thăm em không có gì hết, đừng có làm gì. Lấy cái chai nước suối cho Xin Án uống giùm con coi. Gì vậy? Em làm gì vậy? Đang làm gì lạ quá kìa. Lạ lắm con ơi. Thôi, anh hai. Anh hai tới thăm em không có gì hết trơn á, thấy không? Ừ. Anh Dũng là thăm. Đừng đưa giọng. Đưa giọng chóng mặt lắm. Đưa giọng chóng mặt lắm. Gì vậy? Ngứa hả? À? Ngứa mình hả? Không, làm bùa. Hả? Thả bùa. Cái gì? Thả bùa cho anh ta. Thả bùa cho ai? Dạ. Thì nói bậy không. Thôi. Đừng gãi. Ngứa cho mình, đừng gãi. Bạn có ngứa đâu là hả? Thả bùa cho anh ta. Thả bùa cho ai đấy tại? Ngồi đang thả bùa cho anh ta. Hả? Bậy đó con. Tại nó nghe mà còn. Thôi là đừng làm gì anh Dũng khuyên em. Cùng thơ chứ. Cùng thơ. Lấy cái chai nước suối cho em uống coi, nước dừa đâu rồi, chặt cho uống coi. Đây. Chặt chưa? Cái này chặt rồi nó chịu uống nó đã bồ gì. Không được, chặt cái mới cho em mới được, chặt cái mới được.
Thôi giờ nè, anh Dũng chở em đi vô chai nước biển đi ha, cho nó mát mẻ nè, đi đi gì đâu bác sĩ vô chai nước biển đi cho nó mát mẻ ha, chịu không? Này anh Dũng vô tô này, vô tô tô pet đấy. Anh lại thăm em, anh chở em đi. Không. Ừ. Hả? Bò tô pet. Đừng có đưa giỏng, đưa giỏng trong mặt. Đưa giỏng. Anh Dũng vô tô cho rôm á. Cho rôm. Không khỏi đi. Sao không đi? Vô tô rôm thôi. Không có thời gian đâu. Gì cần múc hoa. Mắc bùa cho người ta rồi, không có thời gian. Sao không có thời gian được? Ê, phụ dung vô tô cho sờ rôm á. Cho sờ rôm, ai thì chết. Anh chở em đi lại đằng đó gặp bác sĩ, người ta vô chai nước biển cho em mát mẻ cơ thể em. Anh thấy em gà nóng nổi mụn kìa, cái mặt mụn không kìa. Đây nè, anh thấy nè. Đây nè, đây nè, nó mụn nè, thấy không? Đi, bây giờ vô mặt áo phát đi, anh hai chở đi nè. Đây, 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 đây. Mặt áo phát đi, anh hai chở đi lại đằng đó. Bòn. Vô chai nước biển được. Không có đi. Hả? Bệnh đâu mà đi, không có đi đâu. Không phải là bệnh, nhưng mà mình vô nước biển cho nó mát mẻ cơ thể của em. Anh thấy em nóng trong người đó. Nóng nảy trong người đó. Cho sroma thì kẹt nè. Nóng trong người đó. Nổi mụn người mặt nó mụn không kìa. Cho sroma thì kẹt. Đừng có làm gì. Cùng thơ chắc, cùng thơ chắc. Thơ chắc, cùng thơ chắc. Mình đừng làm gì, biết không cưng. Cùng. Nha. Thì nét. Tỉnh lại đây. Lên thơ chắc. Em làm gì anh thấy lo quá à. Mẹ lo nè, kìa mẹ lo nè, thấy không? Con ai ở đây tăng mà đây chắc con ơi. Hả? Ai ngủ hết nhà luôn. Vậy hả? Con ngủ 4 giờ nên ngủ trước. Rồi hồi sáng vậy có ăn sáng chưa? Làm gì? Ăn bánh canh rồi hả? Ừ. Thôi bây giờ nè. Bây giờ anh Dũng chở em đi xuống Chi Tôn chứ mình vô cho nước biển xưa cái anh chở em lại đằng chùa để chờ gặp ông Lục. Không, gặp con. Hả? Con. Vậy hả? Khỏi quay đó, khỏi đi đó luôn. Ừ. Con tin bà đi. Vậy hả? Ừ. Vậy mình đi lại bác sĩ vô nước biển nha. Vô nước biển cho nó mát mẻ cơ thể em lại. Nè, cái chân làm gì méo méo đè. Hả? Tập ôi, tàu. Tàu rập. Mình có lạnh gì không? Để anh gỡ chán coi, có nóng không? Có nóng không? Có nóng không? Hơi ấm ấm nè. Thôi đi, ngồi về mà áo vô đi, anh hai chở đi chợ chơi. Thôi, tàu mùi bóng. Không. Ừ. Đi vô nước biển chơi đi. Hay là anh kêu người lại đây vô nước biển cho em được không? Hả? Kêu bác sĩ lại đây vô. Mà cho ba nó có, bà cho sờ rôm á. Kêu bà cho sờ rôm á. Kêu bà cho sờ rôm á. Nhưng mình chơi. Kêu mà cho năng nè. Kêu mà cho năng. Mặc áo vô đi. Kêu mà cho năng á. Không, đi vô nước biển đâu, không có bệnh. Vì chặt cái nước dừa cho em uống rồi anh hai. Chặt cái mới nghe. Đưa đi anh chặt cho. Không, không có uống. Hả? Em không, không uống là không uống nè. Nè. Thôi không được, em cầm cây gì không được nha. Cha mẹ. Thôi đi. Thôi không muốn thôi. Cắt cây ra đi. Nó cắt cây mà cắt cây. Mẹ kìa, mẹ già kìa, mẹ già, mẹ lo cho em đó. Xin nén. Lọ đấy, ỏi à. Nè, cột anh dồi nè, cột anh dồi à. Ỏi tầm ái đi con. Ỏi tầm ái đó. Đi đấy. Ỏi tầm ái. Mở cây đi game. Ba đó, ba đó. Ôi, con ai rừng thma đây mất. Ôi, thma đây, ôi rừng mất con. Thôi vậy, vậy anh hai đưa nó xuống cho ha. Đưa xuống chỗ nha. Ừ, chống á. Nè, 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 uống xuống nè. Nó xưa thì dùng ai đó con, bọn ai nè. Bật tực bật chẽ. Ừ, còn anh giỏi nè. Ừ, còn anh giỏi à. Lấy cái cây ra đi, đừng cho em cầm cây. Có cái vô nó mới con. Ừ, to lắm. Ừ. Cắt cái cây đi mẹ. Ừ. Đừng có để gần em đi. Ừ, mà mày cắt cây nó con. Để mẹ cắt đi. Nè, uống chú nè. Vô cháy. Anh hai đưa chai cho chú uống nè. Uống em. Chai này là chai mới của cô anh hai đem lại đó nghe. Cái cây đó đã ấy hả? Đấy này đấy vẫn có. Tao không cho nó làm gì đâu, quýnh nó. Không, vẫn cho nó đứng lại thôi. Trời ơi, nó nằm nó canh em thôi. Bữa nay cầm cây nữa. Mất cây bùa cho anh ta. Hả? Vậy đó con, mấy bà điện con đó. Ừ. Mất thả bùa cho anh ta nè. Vậy hả? Thả bùa cho ai cưng? Nó nói
bảy đó. Làm cũng khá hết trơn. Bữa nay giật luôn rồi kìa, giật luôn kìa. Anh Dũng có thấy em bữa nay là không có như bình thường anh em mình nói chuyện mà nó nghe. Lúc trước hơi đỡ ha. Ờ, hôm anh em nói chuyện bình thường vui vẻ bữa nay sao mà. Nằm mà giật giật gì? Bữa nay không có bình thường. Bữa nay bùa vô nắp căn nhà không hả? Hả? Bữa nay bùa vô nhiều nữa hả? Vậy bắt mua bảo hiểm người ta nói chừng nào có. Có bảo hiểm mình giọt đi luôn. Vậy hả? Đi tới bệnh viện, ta điện lại đó. Mình giọt đi luôn. Mình tính là mình giọt đi đó rồi bảo hiểm đi sao ta đâu có chuyện sao không chịu. Máy điện nè, điện. Cổ điện nữa hả? Ừ, máy điện. Đừng tắt đi, tắt đi. Phải con. Phải mình có bảo hiểm vậy nè, mình đã xe mình giọt đi luôn. Đi bệnh viện cái tay em làm gì á hả? Bệnh viện cái tay em là tay thổi bồ ga đó hả? Hả búng bồ ga hả? Kìa búng kìa kìa. Làm vậy nè rồi mấy người trong nhà này bà bệnh bà chịu đâu có nổi cái miệng mà đi tới bệnh viện chỗ đó đem đi cái người ta cho ấy rồi con cho thuốc cái nó ngủ rồi ta cho thuốc cái nó ngủ rồi ta chích thuốc cái gì á con già đi đâu bệnh viện Long Xuyên được không thì được chứ Long Xuyên á bệnh viện Long Xuyên như là mình gì hả máu bùa làm thuốc nè đừng có lưu bu ma cơ 1 tỷ người ngàn người đang mở bùa làm phước hả em ma đâu mà đây dạ làm phước hết luôn đòi hay luôn đi về đi mất làm ấy rồi khó bùa rồi chị mổ cái số này nè anh Dũng thu cái số chủ nè ha Nên anh Dũng ai uống nước thì chơi chơi mát mẻ đưa cho nó đây còn khô cho anh uống mà tăng mà đầy lang cô nuôi không có khát nước đâu uống nhưng mà nó ai phát lắm nhưng còn ai là nó ấu còn ai phát anh đang thích đâu đây khô cho những khô chỗ bon ai này ai phát này em phải uống nước vô cho nó mát mẻ cơ thể mới được em nằm em búng bùa gì hoài em búng bùa gì hoài nó nóng nảy cơ thể nè nè em gái uống đi chai nước này là của anh ở nhà anh đem tới biết không ai mà thơ trắng có mình thợ tay nhưng mình thợ tay ai mà thơ trắng thôi ba đấy đi em chung bùa rồi về đi hả em chung bùa cho người ta đấy gì hả đi ra ngoài đi đây. Bác ơi đi ra ngoài đi bác để cho em nó nằm nghỉ vô đi để cho em nó nằm nghỉ đi đi ra ngoài hết đi ra ngoài hết đi đi ngoài đi thôi giờ em nằm đây nghỉ chút xíu đi nha anh ra ngoài anh nói chuyện với mẹ chút xíu nha bây giờ là ta làm bữa nay là con thấy nó nặng luôn rồi đó bác ơi ta làm phải đơn, đưa đi ta làm hả? Đơn ta làm đơn cho mình nè làm đơn gia đi. Đình khó khăn nè ha vô cái đăng ai cây mơ ai phải dùng mơ làm cái đơn gia đình khó khăn gì đó thì mình đi chỗ ấp xã này cho người ta ký giấy ký cho vậy nè rồi mình có xe ta làm phước á mình đi năn nỉ người ta mình đi năn nỉ người ta ta lấy xe cho từ thiện ta đưa đi đi Long Xuyên đi bệnh viện Long Xuyên đi nhưng mà không biết nó có chịu đi hay không này chứ đi có ông anh nó đi tiếp phải đi mới được phải hai người kè đi mới được nha đi phải đi chứ rồi vậy là làm giấy này mình đem lên chở đi đem lên trên xe đây xã rồi đem lên xã tôi ai cái kỳ chứ bây giờ là con tới là con trời đòi chở đi bệnh viện để mà vô nước biển này kia mà bác sĩ đi kia mà nó không chịu rồi đó không chịu đâu thì nó nói nằm ở nhà nó gỡ bùa gì hoài nó chết luôn rồi chết luôn rồi làm vậy chết mình nó nặng luôn đó nặng rồi đó nặng rồi đó con nặng nhưng mà đó. Bác đừng có nóng nó đang diễn bác cương lên là nó sẽ cương lại nữa
Yeah. Dịu lên đó, dịu lên đó đi, gán khuyên khuyên dịu lại. Nắng thơ ai từ chi. Mình đừng có nóng nảy lên, mình cãi lại nó thì nó giống như nó đầu óc nó đang căng mà. Dạ, căng thì mình phải dùng lại chứ mình dạ, căng dạ, quá dạ, rất luôn sao. Anh nó mơ. Để cắt tụ anh. Cắt đuôi anh tụ ba này. Mình vô áo. Giờ bây giờ bắt em lên xả đi ha, để cùng với ta đi. Đi, đi uống nước dừa không à, anh hai chặt cho trái uống nè em gái. Làm như bữa nay em không nghe anh nói luôn gì á hả? Không nghe ai hết. Em không tin anh hai sao? Xin nén, xin nén ơi. Bây giờ anh hai chặt cái dừa cho em uống nghe, chịu không? Em không ăn uống gì hết là cơ thể em là nó suy yếu rồi, nó mệt mỏi lắm á. Gì? Nói gì? Nói gì đó nghe coi. Hả? Nói gì? Đang thở bùa. Hả? Gì? Gì? Đang thở bùa. Dạ, đang thở bùa. Đang thở bùa cho ai? Đang thở bùa cho ai? Cho một ai khu vực này luôn. Nguyên khu vực này luôn hả? Vậy là nguyên khu vực này đang bị dạ, dính bùa hết hả? Dạ. Bây giờ mà nói không được nhưng đâu. Mà, đã. Nhưng mà anh hỏi em là em có bị dính bùa không? Em có bị không? Không, em có dính. Hả? Không. Em không bị sao mà em... Anh thấy em vu vơ tay chân vậy? Không, đang gỡ bùa. À, đang gỡ cho ta ha. Dạ, đừng có hỏi nữa, đi ngoài đi. Ừ, đừng đưa giọng, đừng đưa giọng. Đừng gỡ không được, đi mãi không được. Em nha. Đưa giọng chóng mặt lắm, đưa giọng chóng mặt lắm, nó mệt mỏi một tiếng thêm. Nữa hay nói chuyện. Một tiếng nữa nói chuyện sao ha. Dạ, nửa tiếng nữa đi. Ok, ok. Rồi gì em cứ làm đi, rồi nửa tiếng nữa anh em mình nói chuyện ha. Đây là cái... Nãy đang gỡ bùa nhưng mà nói chuyện là không được. Ờ. À, vậy là em đang bạn gỡ bùa cho cái người này hả? Hay không, sao? Cái này là lấy tiền này nè. Tiền bên đây nè, tiền. Mà của... em mắc làm mãi đó, mắc gỡ bùa cho người ta. Tiền này là của người ở bên nước ngoài ta gửi về cho em hả? Hay sao? Tiền ngân hàng đó, cục tiền. Anh thấy toàn là tiếng Anh, tiếng Mỹ không à? 1.000 tỷ đó. 1.000 tỷ hả? Quá rồi. Vậy là người ta gửi về cho em rồi. Nhưng mà em chưa đi lấy hay sao? Rút ra rồi. Rút rồi rồi hả? Chảo lỡ nãy giờ chảo đi lỡ. À, vậy ha. Em tức quá mà em nói không được. Gì hả? Tức quá nói không được hả? Ừ, bình tĩnh, cứ có gì nói với anh. Nói với anh giải quyết tiếp cho, ha. Dạ. Nên là em muốn cặn gì em nói cho anh nghe coi. Hả? Cặn gì? Cặn gì nói nghe. Cặn lấy tiền đó 1 tỷ vô nhà này đi. Lấy 1 tỷ? Dạ. Về nhà này? Dạ. 1 tỷ đó em làm gì? Tỷ đó em làm gì? Đừng lấy 1 tỷ, lấy 5 tỷ đi. 5 tỷ? Cắt nhà luôn. Cắt nhà luôn. Mà tiền đó gửi ngân hàng lại. Ờ. Mà đem tiền lại là chết. Ờ. Dạ. Vậy là mình lấy 5 tỷ đó để mình cắt nhà luôn. Còn là nhiêu mình để ngân hàng hay sao? Dạ, để ngân hàng đi. Vậy ha. Mà lấy ra cũng được đó. Ừ. Sao nãy anh Dũng đưa chai nước cho em uống mà em không uống? Không, mắc cỡ bùa rồi à, nhưng mà bây giờ uống được chưa? Nhóc luôn. Nhưng mà bây giờ khỏe nè, uống được chưa? Anh lấy chai khác trên xe còn. Bây giờ cũng dám đâu, nhưng mà bé trên cây có thấy mới uống. Trái dừa này em được hả? Trái dừa mới hả? Trái dừa này em được cho uống 2 ngày không uống. Gì hả? À, biết okay. Biết trơn rồi. Biết trơn ha. Vậy. Vậy ha. Vậy bây giờ anh hai chạy đi mua trái dừa cho em muốn không? Anh hai chạy đi mua. Không, anh hai. Anh hai đâu có trèo lên túc trên cây dừa trên đó cao quá làm sao anh hai trèo được? Hả? Bây giờ anh hai chạy đi chợ anh mua anh nha, anh Dũng nè, anh Dũng chạy đi mua. Rồi, anh đi mua đi. Ok ok ok. Rồi để chờ xíu anh chạy cho anh đi mua liền. Anh ra chợ anh mua liền nha, nằm chờ xíu đi. Vậy là em dân lệnh ở trên trời xuống. Để em gỡ bùa cứu người ta. Rồi tối em có ngủ được không? Tối có ngủ được không? Hay là thức hoài? Hả? Thức hoài. Thì sao không chịu ngủ? Tại ngồi trên trời đó ngủ. Người trên trời là không được ngủ hả? Nghe em nói nhỏ nhỏ là em nói chuyện với ai vậy? Đừng có đưa giọng nó mệt lắm, chóng mặt thêm. Nóng cho mình nó uống nó... Kìa còn ly nước dừa kìa, uống tiếp nha em gái ha. Nha. Yeah.
Uống nửa ly, còn nửa ly kìa. Uống tiếp đi. Cho nó mát mẻ cơ thể coi. Tối xì nén có ngủ được không? Tay chân vậy đó. Ừ. Tay chân vơ vậy đó hả? Làm vơ qua vơ lại mà mà cái chuyện lời nói là không có. Rồi có giặt đồ nấu cơm đồ cho mẹ không? Có. Nè. Có không? Có hả? Điện thoại còn tiền không? Điện thoại còn tiền không cho nấy? Sáng giờ mơ giờ có tắm chưa? Nè, đi tắm cho mát nè. Hồi sáng giờ có tắm chưa em? Em gái. Út bị phơ mình con tư đó Út. Thôi bây giờ đi tắm đi, bây giờ mình nói với người ta cho mình ngưng giải bùa ra đi rồi mình đi tắm cho mát đi rồi mình ra mình làm tiếp cưng. Ha. Ha, xin nén. Ngưng đi, ngưng nghỉ xíu đi, giải lao đi, đi tắm đi. Tắm cho nó mát. Tắm cho nó mát mẻ đi rồi mình thấy ra mình giải cho người ta nữa. Ngứa mình kìa, rồi đi tắm đi, tắm đi. Vô tắm cho nó mát mẻ đi em. Hả? Đi tắm đi. Trời xuống em ít không có nói chuyện. Gì hả? Ở trên trển xuống là họ không nói chuyện nhiều hả? Em là người trên trời. Dạ. Yeah. Nhiều... Nhưng mà bây giờ thôi, bây giờ anh Diễm khuyên nè, nên đi tắm đi. Nha. Mất cỡ bùa rồi. Gì hả? Từ nhóc trong nhà nữa rồi đó. Em cũng bùa đó đó. Chạy đi. Thôi giờ đi tắm đi nè. Ngưng đi, ngưng giải bùa cho người ta đi. Mình phải đi tắm cho nó có sức khỏe được mà mình mới có cái năng lực để mà mình giúp cho ta em ha. Rồi ok, bỏ thỏ xuống đi tắm. Anh Hai khuyên đi tắm đi, đấy này, tắm đi em gái nha, tắm đi. Rồi mày kêu đi tắm đi nè. Bây giờ ba mẹ anh đi lên trển xin cái giấy phép rồi mà chuyển rồi xin nén đi đó. Thì xe của bên hội chữ thập đỏ người ta chuyển đi đó. Thì xin xong xuôi rồi á là phải chuyển đi liền nha. Chứ tôi thấy bây giờ là nặng lắm, nó nặng hơn mấy ngày trước nữa đó. Rồi. Đó thì bây giờ ba mẹ lên trển xin giấy phép xong xuôi đó. Bên địa phương người ta ký xong xuôi, người ta cho xong xuôi ở đầu có xe bên hội chữ thập đỏ đó là chuyển xuống bệnh viện Long Xuyên đi nha. Tại vì bây giờ tôi công chuyện gia đình đang ở nhà đang có khách làm tóc á. Dạ đi bên ai luôn. Bây giờ tôi về trên chỉnh rồi có gì điện cho tôi hay ha. Rồi ok. Thôi vậy vậy ha. Sao vậy? Ta cho vậy nè. Ta cho làm sao? Ta cho viết lại cái mới này nè. Rồi con viết lại rồi mình bỏ cái này nè. Viết cái đơn hả? Hay sao? Mình viết hết cái này mà mình bỏ hai cái này này, mình bỏ ta gạch này nè. Còn kia không gạch này mình viết vô. Viết vô. Rồi bắt đầu đem lên cho anh ta rồi đi giờ nào anh ta chừng anh ta lại tới nhà mình. Vậy là cái đơn này ai viết đơn này nãy? Con của cái này của con của ông Lâm Hương viết mà bây giờ này tại đó nhờ ta viết lại đi. Dạ tịt ni đang nào tia té. Lại đó nhờ ta viết lại. Hai lục con mà luôn. Dạ. Phạm tịt ni nó ta xe vô tầng ô. Con cái gạt nó cùng xe chỗ lắm. Nó cái gạt nó cùng xe chỗ ta. Lại nhờ ông viết lại rồi đem chỉnh lại. Phạm tha bơ rơ mi ăn na lao nó thơ anh a ni tàu phlom. Họ chọp cái ní anh thở tam đang hô đấy. Thở hô bên này. Hãy đọt lại gạch này ở đây nè. Anh đang chào, gạch xe chôl. Mình gạch xe chôl. Chỗ nào gạch thì mình đi viết nữa. Rồi
đem đăng nhìn nhận viết giùm đi rồi thôi bắt đem lên chỉnh cho ta ký cái rồi đi con, à. À, dạ lật đi à. Con dạ. Của ông nãy đó. Dạ con dạ. Ông nãy đó. Dạ. Cả lúc giờ ai mình sẽ trai và ai mình ma tập đi vô. Chứ mình viết tưởng đâu đi rồi mình không đi đó. Lúc đó dạ. Thay nó tôi cho chị làm đơn đâu. Không thay nó giảm giảm dạ. Mình không đi. Tưởng là nó. Dạ dạ dạ. Mình đem lên con. Nhờ viết giùm đi. Ừ thay nó đảo đảo mình không đi đó con. Dạ dạ dạ. Bây giờ này ta nói miệng mà rồi làm thêm kêu xe lại tới đây ta đi luôn. Dạ đi luôn. Nói rồi vậy đi bác. Tao nói vậy nè, tao nói. Sao? Tao nói cái anh ta xe anh ta lại tới nhà mình. Rồi cái vụ mà lên không lên đó ta nói không lên cũng phải bắt lên. Con người bắt lên. Đúng rồi phải. Ôm lên, ôm lên. Ôm lên nhưng mà phải nói ngọt ngọt cho nó à, là con, nó. Con à con. Đi thôi đặng là mình khỏe còn á đây là mình chết. Đi tới đặng người ta ấy rồi mình rồi rút á. Đúng rồi thuốc men rồi kia ta theo dõi ta. Thôi vậy bây giờ bác lo vụ giấy tờ nữa, con chạy về nhà con có công chuyện tại vì à, à, con đi con khách làm tóc đang chờ con dạ, nhà nữa con ha. Đi đi cảm ơn dạ, con dạ, dạ. Con đi đi coi có gì điện cho con hay nha à, gì điện à, con đi đi dạ, sao dạ. Đâu bà nói đem đi là người ta liên hệ xe người ta còn sẵn dạ 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 cảm hay cái ai mà ai tự đi thì xe nè. Mơ này, mơ này, mơ này, mơ này. Rồi vậy đi bác cho chị thấp về ha. Vậy đi con, vậy đi con. Vậy đi con. Bắt tay với thầy cái ngày, bắt tay với thầy cái ngày. Bắt tay với thầy coi, anh hai thương em phải không? Anh hai lo sức khỏe cho em, phải không? Nằm nghỉ đi, uống nước mát nha. Anh hai về nha. Dán ăn uống vô. Chúc anh hai về khỏe đấy em. Ăn uống bình thường. Ừ. Rồi, ăn uống bình thường, chúc anh hai về khỏe. Bye bye. Là ba của ông này hả? Anh, người anh á, ngày thứ hai á dạ. Là tới là lúc đó chào Pop Pop phải không? Dạ. Chào non non đó. Dạ, xuống dạ. Là cha ông già của ông này là đi lại dạ. Lại con. Dạ. Cho người ta bắt đi con hay con đừng ta có làm tội. Dạ. Sao đã bắt lại biết không? Ta căng vậy. Ừ, bắn. Bắn không có chết. Bắn không chết luôn. Bắn không chết là ông nhả ba con Phật. Gì hả? Nhả ra ba con Phật là biết sao không? Dạ sao? Mùi tre đâm đít. Mới chết. Gì hả? Ừ, từ hình ngay cho ông già bà già thấy luôn ông rất 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 luôn. À, vậy là gia đình của bác này là lúc trước là làm thầy hả? Ông già ông kêu là thầy lớn luôn đó. Gì hả? Ừ, không bình thường làm, đâu. Làm thầy cứu người hay là làm thầy cứu người á. Gì hả? Ừ, bây giờ tới ông mất rồi có ai đâu mà hưởng. Người anh là mất. Rồi cái người con cái người ông con này, mà bị bắn mà không chết là chết luôn rồi. Làm sao với gia đình? Thứ hai luôn. Thứ hai là anh ổng hả? Ừ, anh ổng thứ hai luôn. Anh ổng cũng làm thầy luôn. Ừ, ổng thầy ổng hay hơn ông già ổng. Bắn mà không chết luôn hả bác? Bắn không chết luôn, học hay gì hả? Ừ. Rồi lấy che che đâm đít. Đâm đít không có chết. Ừ. Rồi còn bắn ra là bắn cho mình ông là ông nhả ra trừng phạt cho ba ông Phật. Nhả ba ông Phật luôn. Ừ. Bị ông già ông lại xin rồi. Dạ. Xin con ở nhà đi. Ừ. Nếu mà con ở nhà ta giết cha mẹ gì đó. Ừ. Là cha mẹ tới lại người ta đâu có nghe tin ông già đâu. À. Thế xong ta giết ông bỏ luôn. Gì hả? Ừ. Nghe ông vậy thế đứng gì ông chạy vô bóc cây ông phải nhánh cây một cái ông chạy đi mất rồi vậy luôn hả? Ừ, ông hay vậy là ông có phép thà thật luôn à? Ừ, ông phép hay chứ lắm. Vậy là cái ông anh của ba của ừ, cái này ha. Ừ. Vậy là ông bác ông đó ông bác vậy là ông có luyện phép cái đó luôn hả? Ừ, ông hay chứ lắm.